Đây, gia đình chó trắng các bạn. Đấy, rất nhiều chó con các bạn. Đấy, nay mình lại giới thiệu cho các bạn một làng chó trắng này các bạn ạ. Trắng hết. Có một em đỏ cọc, cọc lửng à. Này, đừng trèo lên người nhá. Đây, anh bế em con đầu tiên này giới thiệu cho em luôn. Đấy. Đây, bạn này giới tính cái này, gọi là em số 1 nhé các bạn nhé. Đấy, em số 1 giới tính cái. Bác sẽ xem lưỡi đốm không? Lưỡi hồng nhá. Đấy, xù rất đẹp. Bạn này giới tính đực này. Đấy, yeah. Bạn này xù đẹp, quá đẹp luôn. Với tội lông... lông thì xù rất chất luôn. Lông dài quá. Đuôi thỏ à? Trắng đuôi thỏ. Trắng lỗi đuôi à? Trắng bị trắng này là đuôi dài đúng không? Nhờ họ thích cọc này là cắt đúng không? Nhìn đẹp nhỉ. Này là chưa được tắm đâu các bạn ạ. Con em này, anh cho em xem con này nè. Đấy, em cọc là em số 2 nhé. Em số 3 này, bạn này ăn cơm rất no, bụng căng này. Trắng mũi nâu. Mũi nâu các bạn ạ. Bạn này tai dựng. Đấy. Bạn này thì tầm 2 cân rưỡi. Đấy, xù bé. Đấy. Ui dồi, bạn này nhanh thế. Úi giời. Này, như kiểu thân quen lắm ấy. Dòng xù này rất là quý chủ các bạn ạ. Đấy. Quý hơn cái dòng cọc này. Đấy. Đâu nhỉ? Đấy, còn con này nữa. Em này là em số 4. Em số 4 này giới tính đực các bạn ạ. Đấy. Giới tính đực nhá các bạn nhá. Đấy. Em này cũng xù nhưng mà bé hơn mấy em kia. Đấy, em số 1 to nhất. Đến em số 3. À đâu, em số 2. Rồi em số 3 thì bé. Đấy, em số 4 thì lớn hơn một chút. Đấy, nhìn rất là đẹp. Ok, bạn này rất ngoan này. Đấy. Còn em kia là em số 5 à? Đúng rồi. Số 5, số 6 tận bên kia luôn. Đỏ chạy tút tít rồi. Trốn nhanh thế không biết được. Đấy, em số 5 nhá. Em số 5 trắng tinh à? Bạn này giới tính gì? Xem nào. Nào. Bạn này cũng giới tính đực các bạn ạ. Đấy, lưỡi hồng. Đấy. Em nào cũng rất là ngoan các bạn. Úi dồi. Bạn này cọc này nhưng mà gớm lắm các bạn ạ. Đấy. Đấy. Đây này, đấy, nghịch trèo lên quần của mình bận hết rồi. Nào. Chơi đi, chơi đi vệ sinh đi. Đi như bọn kia kìa. Bạn này quý chủ lắm các bạn ạ. Đây này. Đấy, rất là yêu chủ nhá. Bạn này chắc là được các bạn nhỏ chơi cùng từ bé nên là rất là quý các bạn ạ. Đấy. Nhìn người nhìn chủ rất là quý luôn. Đấy, cái tai nó vảnh ra đằng sau luôn này, còn không cụp ra đằng trước, vảnh ra đằng sau. Đấy. Thể hiện đang vui đây các bạn ạ. Đấy. Đấy. Hôm nay là đang vui đấy, thả ra này. Đấy. Đúng rồi. Em cọc này cũng chạy rất là nhanh luôn. Gớm nhờ. Đấy, bé nhưng mà cũng chạy rất là nhanh luôn. Đấy. Đấy, đi về với chủ luôn này các bạn này. Đấy. Anh này anh ấy sưu tầm được rất là nhiều chó con. Hôm nay thì toàn chó trắng đẹp được các bạn ạ. Đấy, các bạn đi vệ sinh ở khu vực dưới này hết rồi này. Đấy. Đây, quay nốt cho các bạn một em gọi là khoang vện.
trắng khoang, vừa mới thay lông xong này, thay chưa hết các bạn, đuôi rất dài luôn, chân huyền đề các bạn nhé, huyền đề đơn. Đấy, bạn này thì đang người dài, đang mõm dài ra. Đấy, bạn này rất đính cái các bạn ạ. Ui dồi. Đấy, em vện này cũng thế này, em vện này là em đực, vện đực. Đấy, nhìn vện gọi là vện hổ đây các bạn ạ. Đấy, nhìn rất là ghê gớm, chạy nhanh lắm, nên là bây giờ không tìm thấy, không quay được kỹ cho các bạn, chạy mất hút rồi. Đấy, đấy. Chạy nhanh chưa. Đi ngửi cái gì nữa đây. Đây, hôm nay nhà anh ấy bắt được nuôi toàn chó con này. Đấy, đây là những cái bạn 3 tháng này. Đấy. Em nâu này là giới tính đực à? À cái à? Nâu cà phê này là cái này. Nâu vàng cà phê. Đấy, em mặt vện này cũng là cái này. Còn em vện kia là đực. Giới tính đực. Chạy nhanh thế không biết được. Vậy mặt hổ à? Trời, ngồi đây đi. Trạng hơi gầy các bạn ạ. Lần này trạng hơi gầy. Đang thay răng. Gầy đúng không? Bao giờ bằng em vện này mới được, em vện xồm này như con hổ. Bạn này giới tính đực các bạn nhé. Bạn này thì giới tính cái này. Trong nhà tốt lắm này, chả này. May là có chủ ở nhà, không đàn này mà đuổi thì mình không có đường chạy. Mập tài rất chuẩn luôn các bạn ạ, tài bạn này. Đấy, chạy tít luôn này. Đây, gặp lại em cọc này, bây giờ tai rất rỏng luôn các bạn ạ. Đấy, tai rộng đẹp này, mặt rất là đẹp, mõm ngắn này. Yeah. Trời hơi tối tí. Dưới này còn một em trắng sói nữa này các bạn này. Yeah. Nhà rất nhiều chó luôn. Đấy. Con này có được anh? À, cái đang chửa. Nhìn cái mặt đẹp nhỉ. Rồi, nhà bác ấy đang cho lợn ăn này. Lợn thì nuôi khu bên kia. Rồi, video của em đến là kết thúc nhá. Các bạn, các bác thấy hay, video hay, hữu ích, nhiều chó đẹp thì các bạn nhớ like và share, chia sẻ video này cho mọi người xem nhé. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và các bạn trong những video tiếp theo.